Dự án sản xuất sô cô la tươi từ nguyên liệu địa phương của Đoàn Bảo Tín ở phường 9 thành phố Đà Lạt là một trong 17 ý tưởng dự án khởi nghiệp tiềm năng được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt hỗ trợ nguồn vốn từ quỹ khởi nghiệp tỉnh trong năm 2018. Vui mừng trước thông tin này, Tín cùng các dự án khởi nghiệp khác đã nỗ lực hoàn thiện hồ sơ và nộp lên các cơ quan chức năng thẩm định với bao nhiêu hy vọng, nhưng đến nay không thể giải ngân. Để có được nguồn vốn đầu tư ban đầu, biến ý tưởng khởi nghiệp của mình đi vào kinh doanh, đoàn Bảo Tín đã xoay sở vay mượn bằng mọi cách. Sau 4 năm vượt khó, hiện Tín đã có cho mình một hệ thống sản xuất sô cô la tươi với ba cửa hàng lớn ở Đà Lạt. Với đoàn Bảo Tín khi tham gia cuộc thi khởi nghiệp, ngoài được cò sát, học hỏi kinh nghiệm khởi nghiệp, nguồn vốn được hỗ trợ kịp thời là điều kiện tiên quyết mà các dự án khởi nghiệp cần để biến ý tưởng thành hiện thực trong cái thủ tục để mà mình tiếp cận đó, nó vô cùng khó khăn và em thấy là cái 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 sự mà à, thực tế của nó có nghĩa là bên thẩm định họ gần như là không em em thấy không có ai đến thẩm định cái cái cửa hàng hoặc là đến thẩm định sản phẩm hết và họ không có thể nào có một cái góc nhìn về một cái gọi là à, trong tương lai nó sẽ tạo ra doanh số thế nào lợi nhuận thế nào để mà có thể chi trả lại cho quỹ thì việc đó không ai thẩm định cho nên là nó gây ra cái sự là các cái dự án rất là khó để tiếp cận cái nguồn quỹ này. Cuộc thi khởi nghiệp được tỉnh Lâm Đồng tổ chức thường niên từ năm 2018. Đến nay toàn tỉnh có khoảng hơn 1.000 dự án ý tưởng được hình thành và tham dự cuộc thi khởi nghiệp từ cơ sở. 60 ý tưởng dự án xuất sắc được trao giải thưởng cấp tỉnh qua các năm. Trong suốt 4 năm qua, mới chỉ có duy nhất một dự án khởi nghiệp của tỉnh đảm bảo các điều kiện để được nhận hỗ trợ từ nguồn vốn khởi nghiệp tỉnh Lâm Đồng, số tiền 300 triệu đồng, với lãi suất ưu đãi 0,3% một năm đó là dự án du lịch Trippy của Nguyễn Ngọc Hoàng Anh ở thành phố Đà Lạt. Sau khi tiếp nhận nguồn vốn là cơ sở nền tảng rất lớn để Hoàng Anh phát triển dự án của mình và khẳng định được chỗ đứng trên thị trường. Và để tiếp cận với nguồn quỹ này cũng không phải là điều dễ dàng. Năm 2019 tôi cũng là doanh nghiệp đầu tiên tới giờ phút này của tỉnh Lâm Đồng nhận được cái quỹ hỗ trợ khởi nghiệp cho dự án là Trippy tôi cũng thấy là cái việc mà làm được cái giấy tờ của cái cái việc mà nhận hỗ trợ của quỹ là không hề dễ và nó cũng gây rất là nhiều rào cản cho các bạn doanh các bạn đang khởi nghiệp thì tôi cũng hy vọng là những năm tới tỉnh của chúng ta sẽ có cái chính sách tốt hơn cho cái việc cho các bạn có thể là tự tin hơn về cái vấn đề là nhận được vốn và nhận được nhiều sự hỗ trợ khác ngoài cái việc là xuất tiến thương mại mặc dù quỹ hỗ trợ khởi nghiệp của tỉnh sớm hình thành nhưng các chính sách chưa phù hợp với thực tế nên không thể giải ngân. Bởi cái khó lớn nhất là quy định người được vay phải có tài sản thế chấp, trong khi hầu hết cá nhân khởi nghiệp là người trẻ tuổi, ở họ chỉ có ý tưởng, niềm đam mê và khát vọng. Mà nó có một cái vướng mắc ngoài cái tài sản thế chấp đó là cái cái thành viên của hội đồng thẩm định đó, nó không trùng với cái thành viên hội đồng quản lý quỹ, thành ra có thể có trường hợp là hội đồng thẩm định thì quyết định rằng là cái ý tưởng đó, cái dự án đó là tốt, có chất lượng tốt, có thể cho vay để phát triển, là có thể thương mại hóa nó được. Nhưng khi qua hội đồng quản lý quỹ thì chưa chắc là hội đồng quản lý quỹ đã đồng ý. Trong suốt 4 năm tổ chức các cuộc thi khởi nghiệp, nhiều cá nhân có đam mê khát vọng phương lên để thành đạt, có nhiều ý tưởng sáng tạo, dám dấn thân. Hầu hết các ý tưởng dự án được chọn qua các cuộc thi đã tạo được dấu ấn về tính sáng tạo phù hợp với những vấn đề thực tiễn cuộc sống đặt ra tuy nhiên hệ sinh thái khởi nghiệp lâm đồng còn thiếu nhiều chủ thể quan trọng như nhà đầu tư mạo hiểm hệ thống ngân hàng chuyên đầu tư cho các dự án khởi nghiệp đang là rào cản lớn